kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cán bộ ăn không chừa một thứ gì của dân, chính sách cho liệt sĩ mà cũng không thà Trong một xã hội mà cán bộ nhà nước ăn không chừa một thứ gì của dân Như cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từng tuyên bố Thì bản tin một cán bộ xã ở Hải Dương bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền thờ cúng liệt sĩ Đăng trên báo Dân Chí vào ngày 24 tháng 9 cũng chẳng có gì lạ Tờ báo Dân Trí cho biết Công an huyện Thanh Miện, Hải Dương vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trương Văn Đạt, cán bộ công chức của xã Lam Sơn về tội tham ô tài sản. Theo đó, Trương Văn Đạt nhận được 186 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, nhưng Đạt đã chiếm đoạt hơn 172 triệu đồng. Một cán bộ xã ở Hải Dương bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền thờ cúng liệt sĩ. Theo quy định, Người thờ cúng liệt sĩ được nhận tiền hỗ trợ 1,4 triệu đồng mỗi năm trên mỗi liệt sĩ. Số tiền 186 triệu đồng kể trên sẽ được cấp phát cho những người đang thờ cúng 133 liệt sĩ của xã Lam Sơn theo quy định. Nhận tiền về nhưng đạt không cấp phát hết mà chỉ chi trả cho 10 người với số tiền 14 triệu đồng. Do nợ nần và khó khăn, đạt nảy ra ý định chiếm đoạt số tiền còn lại bằng cách giả mạo chữ ký, chữ viết của 118 người thờ cúng 123 liệt sĩ, lập hồ sơ quyết toán nộp cho cơ quan quản lý của huyện Thanh Miện để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 172 triệu đồng. Trên mạng xã hội chia sẻ rộng rãi các ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước sự việc này. Có nhiều ý kiến cho rằng đến cơm cúng của liệt sĩ cán bộ cũng không thà. Mỉa mai hơn có người còn đay nghiến, đến đồ cúng của người chết và chúng còn ăn chặn thì không còn gì để nói đạo đức cán bộ đã xuống đến đáy rồi. Có ý kiến còn cho rằng tiền phối giống bò đắc lắc chúng nó còn ăn thì việc ăn chặn cơm cúng của diện liệt sĩ có gì mà phải làm ẩm mỹ. Câu chuyện ăn chặn cơm cúng của liệt sĩ vừa kể trên đã khiến cho người ta tưởng nhớ đến câu chuyện đến mộ liệt sĩ cũng làm giả để mà ăn tiền xảy ra ở Bắc Cạn trước đây Đài Tiếng Nói Việt Nam vào ngày 3 tháng 12 năm 2019 cho biết như sau. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Cạn đã tiến hành khai quật 13 ngôi mộ liệt sĩ với sự chứng kiến của thân nhân được mời đến lấy mẫu để so sánh giám định ADN, thể theo yêu cầu của người nhà. Kết quả, Ủy ban Nhân dân địa phương đã xác nhận về 13 mộ liệt sĩ ở Bắc Cạn không có hải cốt, không có cả tiểu sành là vật dụng tùy táng bắt buộc mà chỉ có những túi ni lông đựng mẫu đất đá. Trương Văn Đạt, người đeo khẩu trang bị khởi tố để mà điều tra. Đây là 13 liệt sĩ còn được gọi là chiến sĩ thanh niên sung phong, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trong tai nạn vỡ đập tại Hồ Tân Minh, xã Thanh Vận, chợ mới, tỉnh Bắc Cạn vào hồi năm 1968. Cuối cùng, sau 3 lần quy tập nhưng không thể xác định được danh tính, nên 13 chiến sĩ thanh niên sung phong đó được đưa về chôn tại Nghĩa Trang, Liệt Sĩ, tỉnh Bắc Cạn. Đây là thông tin gây sốc không chỉ đối với gia đình mà còn đối với rất nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước. Các cựu chiến binh từ Việt Nam đã giải thích với Thể báo chấm đề với điều kiện ẩn danh rằng thân nhân các liệt sĩ đưa ra yêu cầu phải giám định ADN để xác định đúng đấy là xương cốt của thân nhân họ, chứ không phải là người khác bởi trong chiến tranh cũng như việc quy tập hải cốt, sự lẫn lộn là điều dễ hiểu. Nhưng rõ ràng không có hải cốt mà họ cứ xây mộ giả lên để mà lấy tiền kinh phí, dứt khoát, đó là tiêu cực, là vụ lợi chứ không có lý do nào khác cả. Đó cũng là lý do khiến công luận ghi ngờ rằng những nơi trồn cất hay cải táng liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước thì những câu chuyện tương tự chuyện 13 ngôi mộ không hải cốt ở Bắc Cạn là tình trạng phổ biến bên dưới 13 ngôi mộ liệt sĩ ở Bắc Cạn chỉ toàn đất với đá khi được khai quật để giám định ADN theo dư luận trách nhiệm có thể thuộc về bên thương bình xã hội hoặc phòng chính sách hay cục chính sách của bộ quốc phòng thực ra việc gian dối này là có hệ thống vì gian dối đã xảy ra từ ngay từ đầu từ khâu làm hồ sơ liệt sĩ dù không có hải cốt nếu cho tổng kiểm tra trên toàn quốc thì còn rất nhiều những cán bộ phải chịu trách nhiệm biết là không hải cốt nhưng vẫn cứ lên danh sách để mà lấy tiền hay còn gọi là dự án khống lấy tiền từ danh sách để chia nhau bỏ túi hiện nay cán bộ đảng viên trong bộ máy nhà nước đều là những kẻ ăn tạp không bỏ qua bất cứ thứ gì không tìm được hải cốt liệt sĩ nhưng họ vẫn báo cáo là tìm được để người ta ăn cả mộ phần liệt sĩ giả là một điều hết sức tán tận lương tâm Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Cán bộ ăn không chừa một thứ gì của dân, chính sách cho liệt sĩ cũng không thà. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Hồ Chí Minh gửi thư cho Tổng thống Mỹ Truman vào năm 1946 bị từ chối? Trước trong và sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden đến Hà Nội vào trung tuần tháng 9 năm 2023, một sự kiện lịch sử được truyền thông Việt Nam nhắc đi nhắc lại. Đó là việc ông Hồ Chí Minh vào tháng 2 năm 1946 đã gửi một bức thư với Tổng thống Mỹ Truman mong muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ sự kiện này được khai thác với mục đích giải thích cho dân chúng vì lý do vì sao Việt Nam Hoa Kỳ từng là kẻ thù trước đây nay lại trở thành đồng minh chiến lược. Họ cho rằng đó cũng là thể theo mong muốn của ông Hồ Chí Minh. Trong cuộc trao đổi báo chí ngày 8 tháng 9 trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Biden, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Hà Kim Ngọc nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Mỹ thể hiện và hiện thực hóa mong muốn của ông Hồ Chí Minh nêu trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Truman vào tháng 2 năm 1946, với hy vọng Việt Nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với Mỹ. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính đến thủ đô nước Mỹ thăm đại học. Hay mới đây vào ngày 19 tháng 9, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới và phát biểu tại trường đại học tại Mỹ. Ở đây, ông Phạm Minh Chính nói Điều này cho thấy tinh thần hiện thực hóa tư tưởng của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi Tổng thống Mỹ Truman vào ngày 16 tháng 2 năm 1946 đã bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ đầy đủ với Mỹ. Một sự kiện lịch sử đã đóng băng trong quá khứ, thậm chí bị Đảng Cộng sản Việt Nam che giấu trong nhiều năm, bây giờ lại được giới lãnh đạo và giới chức Hà Nội tích cực lôi ra phổi bụi đánh bóng với mục đích chấn an cho giới cách mạng lão thành và các cựu chính binh Việt Nam luôn có thái độ không thân thiện với người Mỹ. Một nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì, xong một nửa sự thật không phải là sự thật. Chuyện ông Hồ Chí Minh viết thư của ông Mỹ Truman nhưng không được người Mỹ hồi đáp chính là một câu chuyện như vậy. Sự thực câu chuyện này như thế nào? Căn cứ và các dữ liệu lịch sử cho biết Mặt trận Việt Minh là tổ chức do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập vào năm 1941 và Việt Minh từng có sự hợp tác với cơ quan tình báo Mỹ OSS. Vào tháng 3 năm 1945, ông Hồ Chí Minh gặp tướng Chandler tại Côn Minh, Trung Quốc. Ông Hồ Chí Minh khi đó đã nhận thấy người Mỹ muốn sử dụng các tổ chức của người Việt để tham gia chống Nhật. Lập tức, Hồ Chí Minh thiết lập mối quan hệ với tình báo Mỹ trong việc giải cứu các phi công Mỹ và cung cấp các tin tức tình báo cho OSS. Đổi lại, OSS cung cấp vũ khí, phương tiện liên lạc, giúp đỡ y tế, cố vấn và huấn luyện quân đội ở mức quy mô nhỏ cho Việt Minh. Ông Hồ Chí Minh và ông Võ Nguyên Giáp với nhóm tình báo chiến lược con nai của OSS vào năm 1945. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1945, nhóm con nai thuộc cơ quan tình báo Mỹ OSS đã nhảy dù xuống tuyên quang Tại đây, nhóm còn lại đã huấn luyện cho lực lượng Việt Minh khoảng 200 người về cách thức sử dụng những vũ khí Mỹ và chiến thuật đánh du kích. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhóm còn lại đã cùng Việt Minh về Hà Nội dự lễ thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong giai đoạn 1941 đến năm 1946, ông Hồ Chí Minh cố gắng thuyết phục để người Mỹ tin rằng ông không phải là Cộng sản, mà chỉ là một người theo chủ nghĩa quốc gia thông qua cơ quan tình báo Mỹ OSS vào tháng 2 năm 1946, ông Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho Tổng thống Mỹ Truman đề nghị Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Song lúc đó, người Mỹ vẫn xem Hồ Chí Minh là gián điệp của quốc tế cộng sản, là bù nhìn của Moscow, vì Hồ Chí Minh đã từng ở Moscow trong nhiều năm. Tài liệu của CIA lúc đó khẳng định Đảng Cộng sản Đông Dương tuy tuyên bố giải tán vào năm 1945, nhưng đến năm 1946, họ vẫn có tới 50.000 đảng viên và tới năm 1950 còn số đó lên tới 400.000 đảng viên. Đó chính là lý do vì sao người Mỹ không hồi đáp bức thư của Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Truman. Đến cuối tháng 9 năm 1946, chính phủ Mỹ quyết định rút tất cả các nhân viên tình báo tại Việt Nam về nước, chấm dứt liên hệ với chính phủ Việt Nam và ông Hồ Chí Minh. Với lý do rất rõ ràng, Hồ Chí Minh là Cộng sản. Đến hôm nay, lãnh đạo Việt Nam đã thấm thía và đã biết rút kinh nghiệm từ bài học thất bại của ông Hồ Chí Minh khi muốn hợp tác với nước Mỹ. Trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden, việc giới chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam có động thái lặp lại đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường là một cách mà Cộng sản Việt Nam gián tiếp thừa nhận họ đã từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản do Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam để đi theo chủ nghĩa từ bản. Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một sự kiện vào ngày 10 tháng 9 ở Hà Nội. Để dễ hiểu hơn, kiến trúc sư Dương Quốc Chính, một người đang sống ở Hà Nội, viết trên trang Facebook cá nhân rằng Bác Nguyễn Tất Thành vô duyên với nước Mỹ không phải từ năm 46 đâu, mà từ năm 1912. Lúc bác lên tàu làm bồi bàn thì sang New York đầu tiên, kể ở bên đó cả năm sang cả bang Massachusetts, rồi bác quay về Anh rồi sang Pháp. Ở đây, bác đọc được luận cương của Lenin, thấy mặt trời chân lý trói qua tim và thành người cộng sản. Đó là lý do khiến Tổng thống Mỹ Truman sau này cự tuyệt các bức thư cầu viện của bác. Và năm 46 vì bác là cộng sản. Hậu quả đã long ngoằng mất mấy chục năm cho tới hôm qua. Thế là đầu tiên bác bỏ thầy Mỹ rồi bỏ thầy Anh xong bỏ thầy Pháp, cuối cùng là theo học thầy Liên Xô và thầy Tàu. Hậu quả sao thì không phải nhắc. Bài học rút ra cho anh em là xác định đi du học thì học đến nơi đến chốn học giờ chừng lại bỏ, đứng núi này trông núi nọ là trả giá rất nặng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao Hồ Chí Minh gửi thư cho Tổng thống Mỹ Truman vào tháng 2 năm 1946 bị từ chối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de